Vâng, shop bà Hương xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop lại tiếp tục gửi đến mọi người một cái bộ sản phẩm mới rất là đẹp luôn, bằng chất liệu bạc ta. Đây là một set dây gồm một dây xích hộp nhé, dây xích hộp trọng lượng là 2 cây mốt và kết hợp với lại một cái mặt bạc hình quan công. Đấy, cái này thì có kích thước là 334 x 50. Đấy thì đây là một cái kích thước mặt, các bạn hoàn toàn có thể là kết hợp với lại dây từ 1 cây rưỡi đến 3 cây được. Đấy, thậm chí là hơn 3 cây thì cũng được. Nó tùy theo mọi người nhé. Ví dụ dây 1 cây rưỡi thì mọi người nên đeo cái dây như này này. Đấy, dây dẹt như này thì nó sẽ to thì nó sẽ phù hợp với lại cái mặt này hơn. Còn những cái dây mà dạng như dây mà nó nhỏ, dây xích, dây hộp như này, đấy thì cái bản nó dày thì nó cũng, ví dụ như là cái dây này 1 cây rưỡi, mọi người nhìn nhé, đấy 1 cây rưỡi, nhưng cái dây này 2 cây mốt, nhưng mà cái dây này nhìn cũng khá là to và hoành tráng này. Đấy thì sẽ kết hợp được với cái mặt này. Đấy, với cái dòng dây dẹt mọi người đang có thì nó chỉ tầm hơn cây thì các bạn cũng có thể là kết hợp với cái mặt này ok được. Còn ví dụ cái dòng dây ống hoặc là dây hộp hoặc là dây xích nhé, thì cái bản của nó dày thì nhìn nó nhỏ hơn, thì mọi người có thể là đeo dây 2-3 cây với cái mặt này cũng được. Đấy, nói chung là mình nói như thế để cho các bạn dễ hình dung để mọi người đặt hàng nhé. Đấy thì quay trở lại mình giới thiệu kỹ cho mọi người xem cái set sản phẩm này. Đấy thì đây là mẫu dây xích hộp. Xích hộp mẫu này thì mình nhận làm từ 1 cây. Đấy, từ 1 cây rưỡi trở lên mọi người ạ. Đấy, thì còn cái mặt này thì nó chỉ có một khuôn này thôi. Bạn nào mình thích nhé, thì mọi người có thể là kết hợp cái mặt này với lại cái dây xích hộp. Đấy, dây xích hộp như này, hoặc là mọi người không thích cái dây xích hộp thì kết hợp sang cái mẫu dây khác đều ok. Đấy, nói chung là mình mix vào đây thôi để cho mọi người nhìn. Đấy, mọi người dễ hình dung hơn. Đây, ví dụ như dây này là 2 cây mốt, mình đang mix lên cái mặt hình quan công có kích thước là 334 x 50. Đấy thì sẽ rất là ok và cũng rất là cân đối luôn. Đó, và đặc biệt đây là một cái mẫu mặt hàng thiết kế mới rất là đẹp bên nhà mình nhé, thì mọi người tham khảo. Đấy, bạn nào mình thích mua cả dây cả mặt thì mọi người có thể là tham khảo set này luôn, hoặc là mọi người thích mua riêng mặt riêng dây đều được. Và có rất là nhiều cái kiểu dây để có thể là kết hợp với lại cái mặt này đẹp. Đấy thì các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nhé, để mình gửi mẫu tư vấn cho mọi người. Đấy thì cái mẫu mặt quan công này mình cũng đã có một cái video riêng rồi. Đấy, quay chi tiết cận cảnh nhé, thì mọi người hãy vào tìm cái video đó thì để mọi người xem. Còn dây thì có rất là nhiều mẫu. Bên nhà mình thì hàng đặt mình nhiều mẫu lắm, rất là nhiều mẫu nhé. Thì các bạn có nhu cầu thì kết nối Zalo, mình sẽ gửi mẫu cho mọi người xem ấy. Đấy, tư vấn theo cái nhu cầu của mọi người. Đó, và thường là hàng đặt thì mình sẽ làm tầm độ 1 cây trở lên. Đấy, chứ còn bé hơn là mình không có làm hàng bạc đẹp. Đấy, bé hơn thì chỉ có hàng chợ thôi. Thông thường thì cái dây ống nhỏ nhất là nó cũng phải tầm độ 1 cây trở lên. Đấy, 1 cây trở lên nhé mọi người nhé. Và mình làm hàng đặt như này thì thường là cái dòng dây ống thì cũng phải tầm độ ít nhất là 1 cây rưỡi đến 2 cây thì mình mới làm bạc đẹp. Đấy, bởi vì bạc đẹp là phải cái hàng đúc là mình phải đúc riêng. Đấy, đúc riêng mọi người nhé. Một cái dây của mọi người mà muốn làm bạc đẹp thì mình cũng phải đúc riêng một cối, chứ không đúc lẫn với cái hàng chợ được, cho nên là cái chi phí nó khá là cao. Đấy, thường là mình sẽ nhận làm cái dòng dây ống tầm độ 1 cây rưỡi trở lên. Còn những cái mẫu dây như này thì mình nhận làm từ 1 cây hoặc là 1 cây rưỡi trở lên nhé mọi người nhé. Đó, còn cái dòng dây mấy chỉ thì các bạn mua hàng sẵn. Đấy, hàng sẵn là cái hàng 925 thôi. Đó thì mọi người có nhu cầu như nào thì các bạn nhớ kết nối với mình nhé. Kết nối với mình qua cái số Zalo ở dưới thì mình sẽ gửi thêm mẫu. Đấy, gửi thêm mẫu để cho mọi người tham khảo thêm nhé. Đấy, và cái dòng khóa bên nhà mình hay mọi người hay đặt. Đấy, và mình cũng hay làm cho mọi người, đó là cái dòng khóa hộp như này. Đấy, khóa hộp tròn nhé. Những cái dây mà dây ống hoặc là những cái dây thân tròn ấy thì thường mình sẽ làm khóa hộp tròn. Đấy, còn những cái dây mà dây dẹt ấy thì mình sẽ làm cái khóa hộp như này. Nếu như mà các bạn thích cái kiểu khóa mà nó kiểu cách nhé, khóa hộp kiểu cách, thì mọi người tham khảo cái những cái mẫu khóa hộp bên nhà mình cũng khá là đẹp. Còn bạn nào mình thích đơn giản hơn thì mọi người làm sang cái kiểu khóa chữ S nhé. Đấy, khóa chữ S hoặc là khóa số 8 đấy thì nó sẽ đơn giản hơn. Còn thích kiểu cách thì mình sẽ làm một khóa hộp cho mọi người. Đấy, nói chung là bên nhà mình là mình chuyên hàng đặt bạc đẹp, và mình sẽ làm theo đơn và sẽ làm theo nhu cầu của mọi người, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là nếu như các bạn mà đặt những cái sản phẩm bên nhà mình thì mình sẽ tư vấn rất là kỹ, và chắc chắn là mọi người sẽ
đặt được một cái sản phẩm chuẩn và phù hợp với lại cái nhu cầu của mình nhé. Đó thì mọi người nhớ đăng ký kênh, đấy, đăng ký kênh và like cái video này giúp mình nhé, để mình có động lực lại làm cho mọi người rất là nhiều những cái video tiếp theo đấy, để cho các bạn tham khảo. Đấy, một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Kính chào tất cả mọi người.